Xin chào các bạn, mình là Du, lập trình viên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bài toán có tựa đề như sau. Số cột ở trong một cái bảng tính Excel. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết đề bài. Đề bài sẽ cho chúng ta một cái cột được xuất hiện ở trong cái bảng tính Excel. Thì chúng ta phải trả về cái con số cột tương ứng. Ở đây là người ta cho mình là cái nhãn của cái cột thôi. Thì chúng ta phải trả về cái con số của cái cột tương ứng. Thì cái nhãn của cái cột như thế nào và cái số thế nào, chúng ta đi vào ví dụ ha. Ở trong ví dụ thì chúng ta có là cái nhãn của cái cột là A, thì tương đương cái con số của nó là 1. Nhãn là B thì tương đương con số là 2. Nhãn là C thì tương đương con số là 3. Và nó sẽ tăng dần như vậy theo ký tự alphabet cho đến Z, là ký tự thứ 26. Rồi, thì trong trường hợp đây là trường hợp chúng ta cái nhãn chỉ có một chữ cái. Trong trường hợp cái nhãn có hai chữ cái thì sao? Thì hai chữ cái thì hai ký tự AA thì tương đương với 27, AB thì tương đương với 26 và kéo dài như vậy. Rồi chúng ta đi vào ví dụ 1. Ở ví dụ 1 thì chúng ta có cái nhãn của cái cột trong bảng Excel, đầu vào là A. Thì chúng ta sẽ coi trên cái bảng này, chúng ta thấy là A thì chúng ta đổi qua thành thành 1. Như vậy chúng ta sẽ trả về kết quả là 1. Ví dụ 2 thì chúng ta có là AB. Thì AB trong cái bảng này là 28 nên chúng ta sẽ trả về kết quả là 28. Còn ví dụ 3 thì là ZY. Thì ZY trong cái bảng kéo dài sẽ là 701 thì chúng ta sẽ trả về 701. Rồi. Thì như vậy thì chúng ta đã đi qua chi tiết của đề bài cùng với ba ví dụ minh họa. Thì mình nghĩ là các bạn cũng đã nắm được cái yêu cầu của đề bài ha. Thì bây giờ mình sẽ bước qua phần suy nghĩ thuật giải để giải quyết yêu cầu của cái bài toán này. Thì như chúng ta thấy là đầu tiên là chúng ta phải hiểu cái cách mà người ta chuyển cái chữ cái này thành cái chữ số. Người ta chuyển như thế nào? Thì cái cách này thật sự là nó giống với cái việc mà chúng ta đổi từ nhị phân sang thập phân thôi. Nhưng mà đối với cái bài toán này thì cái bên này không phải là nhị phân mà là nó là hệ 26. Bởi vì nó có 26 ký tự nên nó là hệ 26. Thì chúng ta cũng làm tương tự như cái cách chúng ta đổi nhị phân qua thập phân. Tuy nhiên chúng ta sẽ lấy cái hệ số không phải là 2 nữa đối với nhị phân, mà chúng ta sẽ lấy hệ số là 26 đối với 26 ký tự bên này. Thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn thử là trong ví dụ 3 này nè. Thì chúng ta sẽ lấy cái này để chúng ta đổi cái ZX này, người ta đổi thế nào mà ra cái số 701. Giả sử như Z, chúng ta có ZX đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy Y nhân cho 26 mũ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ bên phải qua ha. Thì chúng ta lấy ký tự đầu tiên là Y nhân cho 26 mũ 0 cộng với Z chúng ta nhân với 26 mũ 1. Đó, Y như là chúng ta đổi từ nhị phân qua thập phân thôi. Nhưng mà cái này là chúng ta thay cái số 2 bằng số 26. Giả sử như chúng ta ở đây chúng ta có thêm một cái con số nữa, có thêm một cái chữ nữa, thì ở đây chúng ta cộng cho cái chữ đó nhân 26 mũ 2. Chúng ta tăng dần số mũ. 26 mũ 0, sau đó tăng lên 26 mũ 1. Thì chúng ta thấy là đối với ký tự Y thì chúng ta sẽ có cái tham chiếu của nó ở đây là 20, Z thì là 26 thì suy ra Y sẽ là 25 đúng không? Suy ra sẽ là 25 nhân cho 26 mũ 0 cộng cho Z ở đây là 26 nè, là 26 nhân cho 26 mũ 1. Thì kết quả chắc chắn là nó sẽ bằng 701. Kết quả nó sẽ thành 701. Thì đó là cái cách mà người ta sẽ đổi các cái chữ bên này chuyển thành các cái con số bên đây. Giả sử cho trường hợp mà chúng ta có cái chữ này là X, X rồi Y rồi X rồi Z rồi Y. Chẳng hạn mình thêm thêm chữ X nữa. Thì ở đây là người ta sẽ là, thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta cộng thêm một cái nữa là 701. Chúng ta cộng thêm một cái con số là X nhân cho 26 mũ. Ở đây mũ 0, đây mũ 1 rồi, bây giờ là mũ 2. Đó, thì nó sẽ ra cái kết quả gì đó. Thì mình sẽ không có tính nha, các bạn tự tính. Nhưng mà cái ý tưởng là chúng ta sẽ đổi tương tự như là chúng ta đổi nhị phân qua thập phân. Thì công thức đổi là như sau, chúng ta sẽ lấy cái, chúng ta duyệt cái ký tự từ phải qua trái. Thì ở mỗi ký tự chúng ta sẽ nhân với cái cơ số mũ tăng dần từ 0.
Ví dụ như ký tự đầu tiên thì là cơ số mũ là 0. Ký tự thứ hai thì chúng ta là cơ số mũ là 1. Rồi. Thì đây là cái cách mà chúng ta đổi cái chuỗi này qua cái số, và đó cũng là cái cách mà chúng ta thực hiện thuật giải của chúng ta trong cái bài toán này. Rồi thì mình sẽ tiến hành cài đặt luôn bằng thuật giải lập trình Golang. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo cái biến result. Result của mình bằng 0 thì sau đó mình sẽ trả về result. Sau đó thì mình sẽ khai báo thêm một cái biến biến đếm thôi. Thì biến đếm này mình cho là 1, n bằng 1. Rồi mình sẽ có một cái vòng lặp y. Thì vòng lặp y của mình là do chúng ta duyệt từ phải qua trái, nên là y sẽ bắt đầu từ cái phần tử cuối cùng của cái chuỗi S này. Và sẽ mỗi lần thì y sẽ giảm một đơn vị và giảm đến khi nào y lớn y y bằng 0, tức là y trở về cái phần tử đầu tiên của cái chuỗi. Thì phần tử đầu cuối cùng là S, chiều dài của S trừ 1. Rồi chạy cho đến khi nào y còn lớn bằng 0, và mỗi lần chạy thì y giảm đi một đơn vị. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ tìm ra cái chúng ta có ký tự hiện tại chính là S tại vị trí thứ y. Giả sử trường hợp này là chữ y lớn. Thì bây giờ chúng ta tìm cái chữ y lớn này là bằng cái số bao nhiêu, đúng không? Thì để tìm cho cái chữ y lớn này thì tương đương với số bao nhiêu ở trong cái dãy số này, thì đơn giản nhất là chúng ta lấy nó, chúng ta trừ với cái cận trên. Chúng ta lấy cái ký tự này, chúng ta trừ với cái cận trên của nó, cận trên của cái dãy số từ A đến Z. Thì chúng ta trừ cho cận trên nó chính là ký tự A lớn. Chúng ta trừ cho ký tự chỉ tự A lớn. Thì trường hợp mà ký tự của S tại vị trí thứ y mà là A lớn, thì lấy A ký tự A lớn trừ ký tự A lớn thì nó sẽ là index số 0. Index số 0. Thì ở đây chúng ta sẽ cộng 1 lên nữa. Còn chúng ta sẽ lấy cái này. Sau khi chúng ta ra cái này xong thì chúng ta sẽ ra được một cái kiểu bài á, trong đó chúng ta chuyển qua kiểu integer. Sau đó chúng ta cộng 1 lên. Đó thì các bạn thấy là với cái công thức này thì khi mà ký tự tại vị trí trước y là a lớn, chúng ta trừ cho a lớn là 0, 0 cộng 1 là thành 1. Đó. Đối với b thì là b trừ cho a lớn là thành thành 1. 1 chúng ta cộng 1 là thành thành 2. Tương tự như vậy tới c, c chúng ta trừ cho a lớn là thành thành 2. 2 chúng ta cộng cho 1 là thành 3. Nó là giống với cái bảng ở đây. Rồi. Thì đây là cách mà chúng ta đổi một cái ký tự, chúng ta gọi cái biến này, chúng ta gán là cái biến là biến tạm. Thì biến tạm này chính là cái giá trị mà chúng ta sẽ thế vào cái công thức này. Thì công thức này thì đơn giản chỉ là result chúng ta cộng bằng với cái giá trị của biến tạm nhân với cái biến n này. Biến n này chính là cái 26 mũ. Thì lúc đầu 26 mũ 0 nên là n chúng ta bằng 1. Sau đó thì chúng ta sẽ tăng cái biến n lên bằng cách là chúng ta lấy n nhân cho 26. Đó. Thì qua lần lặp thứ hai thì n sẽ là 26 mũ 1. Đó. Thì mình viết như vậy, còn nhiều bạn có thể là cho cái n này là 0, sau đó thì tăng lên 1. Ở đây thì là viết là n nhân cho 26 mũ n thì lấy cái hàm pound ở trong cái mass, tức là 26 mũ 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 n cũng được. Nhưng mà mình viết vậy để mình không có sử dụng cái hàm pound của cái đối tượng mass, mình không thích sử dụng thêm các cái thư viện phụ. Rồi. Thì như vậy là chúng ta đã cài đặt xong cái thuật giải này bằng ngôn ngữ lập trình Golang. Thì bây giờ chúng ta thử chạy nó với ví dụ 1 ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công ví dụ 1, kết quả trả về là 1. Chúng ta thử giải cái ví dụ 3 đi, tại ví dụ 3 nó phức tạp hơn nè. Yes, y. Thử coi nó có bằng 7, 7, 701 không? Đó, như vậy là nó bằng 701. Rồi, như vậy thì chúng ta thử thêm một cái trường hợp này nữa nè. Cái trường hợp hồi nãy mình ví dụ này, thử coi nó ra bao nhiêu ha. Rồi, nó ra là 16.925. 16.925. Rồi. Thì như vậy chúng ta thử submit để giải các cái ví dụ còn lại coi, chắc chắn là nó sẽ đúng thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải thành công tất cả các ví dụ còn lại của đề bài. Chúng ta phân tích một chút về cái độ phức tạp của cái bài toán này. Chúng ta gọi n là số ký tự của chuỗi S. Chúng ta sẽ có độ phức tạp của nó là vòng lặp này vòng lặp n lần. Tuy là nó duyệt ngược từ từ cuối lên lên đầu, tuy nhiên nó vẫn lặp n lần ha.
nên chúng ta sẽ có độ phức tạp là ON. Còn độ phức tạp của không gian lưu trữ thì chúng ta chỉ sử dụng thêm một số cái biến phụ. Thì số biến phụ này là một cái số lượng hằng số thôi. Nên chúng ta không sử dụng thêm bất cứ một cái cấu trúc dữ liệu phức tạp nào để lưu trữ có kích thước tăng dần theo n. Nên độ phức tạp của không gian lưu trữ trong bài toán này sẽ là một hằng số O1. Rồi mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, subscribe và chia sẻ kênh. Nếu các bạn có thắc mắc, đóng góp ý kiến hay là có cách giải hay hơn thì vui lòng ghi lại ở phần bình luận ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.